Vào một ngày hạ chí nóng nực ở London, một người đàn ông bước đến với ba xe tải tiền. Người này muốn mua lại câu lạc bộ Chelsea từ tay Ken Bates, người chủ đương nhiệm. Sau 15 phút trao đổi, người đàn ông Nga chốt giá 140 củ bảng để mua lại Chelsea, chính thức đánh dấu một cột mốc lịch sử, đưa câu lạc bộ từ một đội trụ hạng đang nợ vài trăm lần vốn chủ trở thành một thế lực bóng đá thế giới, nhẹ nhàng đưa fan lên đỉnh châu Âu hai lần cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Chào mừng các bạn đã trở lại với Học viện Bò và Gấu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử của câu lạc bộ Chelsea, cái đội 2 năm trước vừa vô địch châu Âu, giờ chỉ đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng nhé. Nước Anh những năm 1900 chứng kiến sự bùng nổ của môn thể thao vua. Nếu như đầu năm 1888, cả nước chỉ có một giải với 12 đội tranh tài, thì 4 năm sau đã có 2 giải với 28 đội tham dự. Con số này tiếp tục tăng lên tới 40 trong 10 năm tiếp theo, trực tiếp thúc đẩy thêm sự phát triển vượt bậc của các môn toán xác suất xoay quanh giải đấu, cụ thể là cá độ. Có thể nói giai đoạn này, trung bình cứ 10 ông người Anh thì ít nhất một ông làm ở Bet88. Nhận thấy tiềm năng làm tiền từ môn thể thao này, một đại gia ở London có tên là Gus Mier quyết định mua lại khu tổ hợp thể thao Stamford Bridge và búp nó thành một sân bóng đá, với ý tưởng ban đầu là cho một câu lạc bộ nào đó thuê để ông có thể ăn tiền thuê sân. Gus cạ kèo câu lạc bộ ngay cạnh nhà mình là Fulham thuê sân. Tuy nhiên Fulham bảo eo. Cay cú, Gus Mier tự mở luôn một câu lạc bộ bóng đá sau khi cân nhắc một vài cái tên như là Stamford Bridge FC, London FC hay là Kensington FC, thì ông quyết định chọn Chelsea FC theo tên quận liền kề với Fulham. Ngày 10 tháng 3 năm 1905, câu lạc bộ bóng đá Chelsea chính thức ra đời tại quán rượu đối diện sân vận động, đăng ký chơi tại giải hạng 2. Ngay từ khi thành lập, Chelsea chọn cho mình một lối chơi khác biệt với phần còn lại của nền công nghiệp. Nếu các đội Anh thời đó chủ yếu chơi takadada, thì Chelsea lại chọn một lối chơi đẹp mắt, phong khoáng, thể hòa dệt gấm. Thậm chí, ở mùa giải đầu tiên, Chelsea xếp thứ 3 chung cuộc với 22 trận thắng, 9 trận hòa và chỉ thua 7 trận. Thành quả là câu lạc bộ được lên hạng nhất ngay sau một mùa thành lập. Thế nhưng đời không như là mơ. Sau khi lên hạng nhất thì câu lạc bộ bắt đầu hiện nguyên hình. Từ một đội bóng làm gòi cả giải hạng 2, giờ Chelsea chỉ biết ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng giải hạng nhất. Từ năm 1910 cho đến năm 1947, ngoài việc giành được vị trí thứ tư vào năm 1920 ra, thì Chelsea lúc này liên tục rơi vào vòng luân hồi lên hạng rồi lại xuống hạng. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn qua từng mùa giải, biến Chelsea trở thành một đội bóng tâm trung trong mắt giới bộ điệu. Để cải thiện tình hình, năm 1952, Ted Reck chính thức được Gus Mier mời về làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ. Từng là cựu thủ quân đội bóng kinh địch Arsenal, đồng thời là trụ cột đội tuyển Anh, với kinh nghiệm dày dặn, về với Chelsea, Ted Reck bắt đầu cải thiện hệ thống đào tạo trẻ cho đến thay đổi phương pháp luyện tập. Dưới sự dẫn dắt của Ted Reck, trong khoảng thời gian từ năm 1955 đến năm 1971, câu lạc bộ gần như lột xác, trở thành một thế lực với vô số danh hiệu. Có thể kể đến một chức vô địch quốc gia năm 1955, một siêu cúp nước Anh năm 1965, một chiếc cúp FA năm 1970, hay đỉnh cao nhất là chiếc cúp C2 mùa 1970-1971, nơi mà Chelsea đánh bại Real Madrid trong trận chung kết để đánh dấu lần đầu tiên lên đỉnh châu Âu. Chức vô địch này khiến cho tham vọng biến Chelsea trở thành một thế lực ở nước Anh trong Gus Mier bắt đầu trỗi dậy. Ông muốn Stamford Bridge trở thành một sân vận động hiện đại, giống như cái sân đội nào đó ở Manchester. Để có tiền cải tổ sân vận động, Gus Mier đã phải bán đi rất nhiều trụ cột. Chính điều này đã vô tình khiến thành tích câu lạc bộ tệ dần qua từng năm. Từ một đội xưng hùng xưng bá xứ sương mù, đội hình của Chelsea giờ đây trở nên thiếu kinh nghiệm và không thể cạnh tranh được với các đội bóng hàng đầu khác. Thậm chí, từ sau năm 1972 cho đến tận đầu những năm 80, ngoài việc chỉ giành được mỗi cái cúp độc thân ra thì trong thời gian này, Chelsea thường xuyên phải vật lộn để trụ lại ở giải hạng nhất. Không chỉ dừng lại ở đó, thành tích đi xuống của câu lạc bộ đã khiến cho các cổ động viên của mình, những True Blue hiền lành, chân chất cầm tiền làm OT đi bet cửa đội nhà, bắt đầu tụ tập thành những gang hooligan, đi gây gổ với các cổ động viên khác vì thua cá độ. Họ thường xuyên gây rối trật tự và bạo lực tại các trận đấu của đội bóng. Điều này đã khiến Chelsea phải hứng chịu nhiều chỉ trích và mất đi nhiều nhà tài trợ. Tài chính dần cạn kiệt, năm 1982, gia đình Gus Mier tuyên bố phá sản và quyết định giao bán lại câu lạc bộ. Thay vì đi bét bùng thì thời đấy mà biết đi cầm tiền đầu tư là giờ có khi trở thành triệu phú rồi không? Nhất là đầu tư trên Entradex. Entradex, ứng dụng giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời. Mở tài khoản xong lại còn được tặng thêm 200.000 làm hành trang trên con đường đầu tư đầy tiềm năng. Link mở tài khoản ở dưới phần mô tả nhé các bạn. Bây giờ, một tỷ phú da trắng không kém Gus Mier có tên là Ben Gates đã đến và mua lại Chelsea với giá một bảng tượng trưng. Ngay khi tiếp quản Chelsea, Ben Gates lập tức bắt đầu vực dậy đội bóng từ đống tro tàn. Năm 1992, sau khi giành lại được quyền sử dụng sân cho câu lạc bộ,
ông bắt đầu cho cải tạo lại toàn bộ sân vận động, chi hàng triệu bảng để nâng cấp sức chứa lên hơn 40.000 chỗ ngồi, thay thế các mái che cũ, thêm các phòng thay đồ và các khu luyện tập mới, biến Stamford Bridge trở thành một trong những sân vận động hiện đại nhất ở Anh thời bấy giờ. Nhằm cải thiện thành tích trên sân cỏ, năm 1996, Ruud Gullit được bổ nhiệm làm cầu thủ kiêm huấn luyện viên của Chelsea. Danh tiếng của Gullit không chỉ giúp cho Chelsea ký được với hàng loạt các ngôi sao lớn từ khắp châu Âu như là Gianfranco Zola, Dennis Wright, mà còn đưa câu lạc bộ đến với chức vô địch FA Cup vào năm 1997, danh hiệu đầu tiên của Chelsea sau gần 30 năm chờ đợi. Cứ ngỡ như có Ruud Gullit sẽ giúp Chelsea của Ken Bates tìm lại ánh hào quang xưa. Nhưng không, việc chuyển sang vai trò huấn luyện viên tại Chelsea dường như không mang lại kết quả như mong đợi. Chelsea vẫn không thể vô địch quốc gia, hay đặc biệt là Champions League, đã khiến cho Gullit bị đá đít khỏi câu lạc bộ chỉ sau vòn vẹn 2 năm. Về phần Ken Bates, bên cạnh những cáo buộc liên quan tới việc sử dụng câu lạc bộ để kiếm lợi nhuận cá nhân, ông này cũng phải đối mặt với khoản nợ lên tới 80 triệu bảng do những phi vụ làm ăn thua lỗ của mình. Dưới những áp lực tứ phía bủa vây, Ken Bates phải ngậm ngùi giao bán câu lạc bộ. Tháng 6 năm 2003, Chelsea được chuyển giao cho Roman Arkadievich Abramovich, một tỷ phú người Nga gốc Do Thái với giá 140 triệu bảng Anh. Là một doanh nhân thành đạt với nguồn lực dồi dào, cụ thể là tiền, ngay khi lên nắm quyền, ông nhanh chóng chi ra hơn 400 triệu bảng để tái thiết lại đội bóng. Khởi đầu bằng việc cho mời về một người bồ nóng tính tên là Jose Mourinho, người rất thích tự gọi mình là người đặc biệt vì số cúp ông giành được. Abramovich đã gửi một thông điệp cho cả châu Âu rằng cuộc cách mạng của Chelsea chính thức bắt đầu từ đây. Dưới sự chèo lái của Mourinho, Chelsea gần như lột xác bằng cách chiêu mộ hàng loạt hào thủ như là Petr, Hernan Crespo, Claude Makélélé và kết hợp với các trụ cột lâu năm như là John Terry và Frank Lampard. Ngay ở mùa giải 2004-2005, Chelsea của Mourinho đã lật đổ sự thống trị của Arsenal và Manchester United để vô địch giải Ngoại hạng Anh với số điểm kỷ lục 95 điểm. Thành tích này không chỉ giải thoát cơn hạn hán danh hiệu quốc gia kéo dài suốt 50 năm, mà còn mở ra một trang sử hoàn toàn mới dành cho câu lạc bộ. Trong những năm tiếp theo, cứ mỗi mùa chuyển nhượng đến thì Chelsea lại vung tiền để nâng cấp đội hình. Hàng loạt cầu thủ sao số bắt đầu cập bến. Tiêu biểu trong số này có thể kể đến như là 15 triệu bảng cho ông vua về nhì, Michael Ballack, 25 triệu cho Michael Essien, 30 triệu cho đương kim quả bóng vàng, Andriy Shevchenko. Hay bùng nổ nhất là 24 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của vua phá lưới Ligue 1, Didier Drogba đến từ Marseille. Chiến lược chiêu mộ ồ ạt này dần đem lại quả ngọt cho câu lạc bộ. Vị thế của Chelsea bắt đầu được cải thiện qua từng năm. Cơ mà bây giờ Abramovich lại quên một điều, ông trời thì không cho ai tất cả. Có số có má ở Ngoại hạng Anh là thế, nhưng ra trời Âu, Chelsea vẫn chỉ là một tay mơ. Sau những thất bại liên tiếp ở đấu trường C1, Abra bắt đầu ngộ ra được chân lý. Đó là huấn luyện viên chỉ là một vị trí. Không có người này thì sẽ có người khác. Đến huấn luyện Chelsea, bạn sẽ được trang bị đủ đồ, ước gì được nấy. Đổi lại cuối mùa bạn phải có cúp. Có thì được ở lại, không có thì ăn sồi xéo và chim cút. Từ một đội bóng địa phương có truyền thống lâu đời, Chelsea giờ đây trở thành một lò xay huấn luyện viên, luôn sử dụng những chiến thuật ngắn hạn, liều ăn nhiều, đập tiền nạp thẻ xịn để có danh hiệu. Thậm chí, chính chiếc cúp C1 đầu tiên của Abramovich còn được đem bởi một huấn luyện viên tạm quyền là Di Matteo. Và ông này thì cũng chim cút chỉ sau 6 tháng cầm quân. Dù bị nhận về nhiều lời chỉ trích vì sự bạc bẽo của mình, thế nhưng không thể phủ nhận rằng chính sách này của Abramovich đã thực sự nâng tầm Chelsea. Kẻ đến người đi, bảng danh sách trảm tướng của Chelsea ngay một dài. Thế nhưng cứ mỗi huấn luyện viên đến thì gần như họ đều để lại cho Chelsea ít nhất là một danh hiệu. Tủ truyền thống của Chelsea cứ thế mà chật dần, đưa vị thế của câu lạc bộ ngày càng tiệm cận đẳng cấp hàng đầu châu Âu. Năm 2017, với giá trị rơi vào hơn 1,7 tỷ bảng, Chelsea trở thành câu lạc bộ bóng đá có giá trị lớn thứ 6 trên thế giới. Thậm chí, bất chấp tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, doanh thu của Chelsea vẫn tăng trưởng đáng kể, đạt khoảng 407,4 triệu bảng, tương đương với 498 triệu đô la Mỹ. Đối với mảng truyền hình, nhờ những thành công trên sân cộng với kết quả cao tại các giải đấu tham dự trong suốt nhiều năm, đã giúp Chelsea liên tục nhận được các bản hợp đồng truyền hình béo bở từ các nhà đài lớn như là Sky Sport và BT Sport, từ đó mang tới nguồn thu nhập chính cho câu lạc bộ. Dòng tiền thứ hai của Chelsea thì đến từ thương mại. Hiểu đơn giản thì dòng tiền này chủ yếu xoay quanh hoạt động booking quảng cáo và các khoản tài trợ từ những đối tác. Điển hình nhất trong số này là bản hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 200 triệu bảng với một công ty sản xuất lốp xe của Nhật Bản có tên là Yokohama Rubber vào năm 2015. Logo của công ty giờ đây được xuất hiện trên trang phục của các cầu thủ và quanh sân vận động. Đây từng được xem là bản hợp đồng tài trợ áo đấu lớn nhất trong lịch sử Premier League.
không bao giờ tiêu tiền của bạn trước khi bạn kiếm được nó. Câu này thì hoàn toàn đúng với trường hợp của Chelsea. Trong hơn 2 thập kỷ cầm đội bóng, mặc dù đã bỏ ra tận 2,1 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ, thế nhưng Chelsea của Roman Abramovich lại thu về được 1,16 tỷ bảng từ thị trường chuyển nhượng. Bỏ xa đội đứng thứ 2 trong bảng này là Arsenal với chỉ hơn 900 triệu bảng. Chừng đó là cũng đủ hiểu Chelsea dưới thời Abramovich kiếm tiền giỏi thế nào. Đúng một cái cục bộ mặt giữa gấu nâu và danh hài nổi ra, khiến các nước phương Tây trong đó có Anh bắt đầu thực hiện các chính sách khóa két đối với những doanh nhân mang quốc tịch Nga. Abramovich không phải là ngoại lệ. Ông có thể có rất nhiều tiền, nhưng khi quân triều đình đến thì cũng phải chịu trận. Ngày 30 tháng 5 năm Nhâm Dần 2022, sau khi hoàn thành giấy tờ, Abramovich đã phải ngậm ngùi bán lại Chelsea cho một tập đoàn có tên là Blueco 22 Limited với giá 4,2 tỷ bảng. Todd Lawrence Boehly, hay thường được gọi là Todd Boehly, một tỷ phú người Mỹ và đồng thời là chủ tịch điều hành của Blueco, được chỉ định làm chủ tịch mới của câu lạc bộ. Năm cái đội bóng trong tay, việc đầu tiên Todd Boehly làm là hủy hết các hợp đồng tài trợ, đuổi hết bộ sậu và huấn luyện viên, nhanh tay ký hàng loạt các hợp đồng trăm củ. Thậm chí, để tránh vi phạm phải luật công bằng tài chính, Todd còn áp dụng luôn bài vở ở bóng bầu dục vào. Thay vì ký một bản hợp đồng 4 đến 5 năm, thì ông ký luôn 8 đến 9 năm cho các cháu cầu thủ an tâm đá bóng. Đúng chơi như tụi Mỹ. Về phần câu lạc bộ, năm 2023, tức là chỉ một năm sau khi được Todd mua lại, Chelsea đã chi tổng cộng 1 tỷ bảng cho 24 bản hợp đồng. Tuy nhiên thì kết quả hiện tại vẫn chưa đâu vào đâu cả. Việc đập đi xây lại quá đột ngột khiến cho Chelsea không định hình được lối chơi. Dần dần câu lạc bộ bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Giờ đây chắc phải can đảm lắm thì một True Blue mới dám ngồi xem hết một trận đấu của đội nhà. Và hành trình gần một thế kỷ lịch sử của câu lạc bộ Chelsea đã được chúng mình gói gọn chỉ trong một video cho các bạn rồi đó. Mọi người đã thấy cái câu lạc bộ này nó drama cỡ nào chưa? Chết tí quên. Bây giờ mới là tiết mục chính của tuần này. Tiết mục mà chắc nhiều bạn quan tâm nhất, đó là phần quay số trúng thưởng mini game của Học viện Mèo và Gấu. Tính tới thời điểm hiện tại thì đang có tổng cộng 87 bạn tham gia, tức là trung bình một bạn thì sẽ phải chọi với khoảng 9 người khác để có cơ hội nhận được khóa học miễn phí của Elsa. Cơ mà clip này thì dài quá rồi, đọc tiếp chắc gãy lưỡi. Thế nên các bạn nhớ check mail để xem mình có phải là người may mắn không nhé. Để xem ai là người may mắn nào. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhanh tay like và subscribe cho kênh Học viện Bò và Gấu để chúng mình lại có động lực làm tiếp các video tiếp theo nhé. Bye bye!